Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bixelmon siêu cấp. Và ở tập trước, mình đã có thêm một thành viên mới, đó chính là Kupfu các bạn ơi. Hiện tại thì cái nhóc này á đang chưa được tiến hóa nè. Thế nên là hôm nay mình đang muốn kiểu như dạy võ cho Kupfu để em ấy có thể nhanh chóng tiến hóa và trở thành một thành viên có thể gánh tem cho mình trong tương lai. À, hợp lý. Nhưng mà trước khi đi thì để mình ra ngoài này để mình lấy một ít cái nắp bóng chứa cái đã. Mình cũng gần hết Ultra Ball rồi các bạn, nên là mình làm thêm Ultra Ball với cả là Thermal Ball. Đó, để mình bắt những Pokemon nào lì lì xíu ha. Rồi, vô trong này kết hợp với mấy cái đế cũng như là nút của mình nữa. Đầu tiên là Ultra Ball, kế đến là Thermal Ball. Với số lượng bóng chứa nhiều như vậy thì mình tin chắc là mấy em lì nhất cũng sẽ về đội mình thôi. Không lẽ xui hoài sao các bạn? Rồi, và để tìm được cái chỗ dạy võ cho Kupfu thì mình phải tìm cái tòa tháp dạy võ khác. Để coi còn hôm bữa mình đi hướng này rồi. Nào mình đổi hướng đi. Ok, mình đi hướng đối diện ha. Biết đâu bất ngờ. Ở cái vùng sa mạc này. What the heck? Xuất hiện Raiden các bạn ơi. Ơi nhưng mà đây là Raiden máy móc rồi. Trời ơi các bạn coi con mắt kìa còn xoay xoay nữa chứ. Xung quanh thì ốc vít không à. Rồi. Ủa và đây là hình dạng. À Raiden Cyber các bạn ơi. Kìa kìa. Quá. Quá đã luôn. Thôi được rồi. Mới khởi đầu mà gặp được Raiden thì còn gì tuyệt vời bằng các bạn. Ây da, trời ơi, phóng hụt nữa chứ. Không sao. Chiêu chiến nào. Mèo Metal. Ok, kìa, Mèo Metal rén hay sao vậy? Không vô khiêu chiến nữa. Đại cưng. Đại 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 đại. Không có gì phải rén hết. Mình sẽ cho Mèo Metal Fusion của mình tấn công Raiden Cyber ha. Ui da, trời ơi. Có vẻ là Ý. Đánh nhau có vẻ là không lại Raiden Cyber rồi các bạn ơi. Raiden Cyber hơi bị mạnh nha. Mạnh quá, Dynamax kịp. Đấy nè. Dynamax lấy lợi thế trước rồi đó. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng Zacian God đi để tăng cơ và chúng ta tung bóng chứa thu phục Raiden Cyber ha. Ok, ok. Trời chua gì, đã làm giảm sức chiến đấu của Zacian God mình rồi kìa. Nhưng mình sẽ không quan tâm. Mình sẽ lập tức tung Heavy Ball liền các bạn. Raiden Cyber. Ui dạ. Không ổn, không ổn lắm. Lại nào. Một quả Heavy Ball khác. Ê, nếu mà thành công thì đây sẽ là Raiden thứ hai về đội mình các bạn ơi. Ê. Ui, yes. Và cũng là quả Heavy Ball thứ hai. Chúng ta đã bắt được Raiden rồi. Quá là tuyệt vời cho một ngày mới. Đây nè. Raiden Cyber. Wow. À và với Raiden Cyber thì em sẽ mang hệ đất với cả là hệ thép các bạn à. Uầy, có Recipe Blade luôn nè. Một kỹ năng tấn công hệ đất á. Uầy, 100 mấy sức mạnh luôn. Dữ vậy. Wow wow. Tò mò nhiên. Zacian làm tốt lắm. Bây giờ thì mình sẽ cho Zacian vô trong nghỉ ngơi xíu và đưa Raiden Cyber của mình ra. Coi thử coi chúng ta có thể cưỡi Raiden được không. Ôi trời ơi, mình leo lên đầu á, mình cứ tưởng là khi cưỡi Raiden Cyber mình sẽ chui vô bụng các bạn, ngay chỗ này nè. Ơ à, hay ơi, phải chi ngồi trong bụng đi. Hay luôn á. Wow. Bình thường mình thấy Raiden nguyên thủy đã chất lắm rồi các bạn. Ừ, bữa nay gặp thêm Raiden Cyber thì em còn chất chơi người dơi hơn nữa cơ. Ừ, thôi coi. Các bạn thấy ấn tượng với Raiden nào hơn? Mình thì ấn tượng với Raiden Cyber nhiều hơn nha. Tại kiểu nhìn hơi độc lạ các bạn. Nhưng mà nói chung thì hai Raiden này Raiden nào cũng mạnh hết trơn á nha. Nên là xíu nữa có kèo thì mình sẽ thử cho bộ đôi Raiden của mình ra trận. Còn bây giờ thì đi tiếp thôi. Ây da. Đi tìm vùng biển ai về lạc qua sao mạc. Vậy mà cũng gặp được Raiden nữa mới ảo chứ. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong lớp Fruit, Free Fire, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Uầy, ở chỗ đồng không mong quạnh. Ô không, à, rừng thiên nước độc. Lại có nhà chị y tá. Ý, chị y tá có nhà rồi. Úi dồi,
Trong rương nhà chị ấy cũng còn ít đồ nè. Thôi, để cho chị đi. Ê, nhưng mà trước mặt nhà chị ta lại có Alakazam boss các bạn. Hay à. Được ta. Raiden Saber, tớ chọn cậu. Ui, cũng Dynamax được nữa. Mình sẽ thử Dynamax cho Raiden Saber ha. Xem coi Dynamax lên sẽ to như thế nào. Quầy, to hơn được xíu các bạn ơi. Tấn công nè. Ui da. Cũng chất đấy chứ. Tiếp tục nào. Quầy, có vẻ là Raiden Saber khá là trâu các bạn ơi. À, sắp rồi. Thêm một đòn mắt quét nữa thôi là chúng ta sẽ bây giờ knock out Alakazam. Ui, học được thêm một cái năng hệ lửa nữa nè. Đồng thời nhận thêm một viên đá Z và một ít kẹo ha. Ok, thử đi xung quanh đây coi có còn gặp thêm được Pokemon nào khác hay không. Kia là let's go. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được cái tòa tháp rồi các bạn ạ. Cúp phu, em sắp được học võ rồi. Trời, lộc số hưởng các bạn ơi. Ok, mình sẽ đáp lên trên nóc luôn đi cho nhanh các bạn. Ok, sau đó thì đi xuống dưới theo đường này. Ra ra, ở dưới là bí kíp chỗ công để dạy võ cho cúp phu đó các bạn. Rồi, để em ở trước cái cuộn này ha, và sau đó giúp em tiến hóa thôi. Dạ hơ. Em đang bắt đầu cái quá trình để trở thành võ sư huyền thoại Urshifu. Và bây giờ em sẽ trở thành cái hình dạng Single Try Urshifu các bạn ạ. Học được một cái năng Quick Blow nè. Quá đã. Chắc chắn là phải cho em học cái năng đó rồi. Ừ, nhưng mà bây giờ còn thiếu một thứ. Đó chính là đó chính là Sub Max. Nhưng mà hả? Ở đây còn có Moon Relearner các bạn ơi. Đúng không? Chính xác rồi, Moon Relearner. Mình học kỹ năng miễn phí cho Pokemon nè. Uầy, quá đã luôn. Hôm bữa có nhiều bạn gợi ý là mình nên dạy lại Outstrength cho Rayquaza đúng Necro nè. Đã vậy còn có Raygun Essence nữa các bạn. Thử dạy cho Rayquaza Necro luôn coi. Bây giờ thì đó, ngoài dạng Rayquaza Necro thì mình cũng có thể cho em thành dạng Mega được đó nha, nhờ kỹ năng Raygun Essence các bạn. Quá đã luôn. Sonic thì sao? Mega Horn. Mình chắc chắn phải note cái chỗ này lại các bạn, để sắp tới ví dụ mà mình muốn dạy lại kỹ năng cho bất kỳ Pokemon nào á thì lúc đó chúng ta chỉ cần ghé chỗ của cái bác Moon Relearner này là ok hả? Quá đã luôn á chứ. Mewtwo coi. Mewtwo hôm bữa hình như cũng hơi ít kỹ năng các bạn, nên giờ là mình sẽ dạy cho Mewtwo thêm vài kỹ năng tấn công nữa ha. Ý, Iron Ninja thì sao? Được nè, học thêm vài kỹ năng cho Iron Ninja luôn các bạn ơi. Water Shuriken đâu nữa, chính xác. Nói chung chuyến đi này là một chuyến đi rất là tuyệt vời các bạn ạ. Rồi, tạo một cái lối đi để mô mốt mình dễ dàng đi ra đi vô ha. Bác này thì mình sẽ gắn thêm cái máy hiên ở phía ngoài này ha. Ok, để che mưa che nắng đâu. Khi nào cần dạy lại kỹ năng chắc chắn là mình sẽ quay trở lại đây các bạn ơi. Còn bây giờ thì trời ơi mình giục Raiden xuống dưới luôn rồi. Ok, mình sẽ cưỡi Raiden và đi khám phá tiếp ở cái vùng này ha. Có vẻ chỗ này cũng rất là tuyệt vời đấy. Khoan, ở đây có cướp biển hay sao vậy? Hả? Ôi, nhìn người này giống cướp biển lắm các bạn ơi. Hải tặc nữa. Trainer hải tặc à, được. Vô đây. Ôi trời, đối thủ lần này là một em chim các bạn. Để xem. Ui, tấn công trước luôn kìa. Ghê vậy. Nhưng mà không sao. Rạp đành nướng được em ấy luôn các bạn ơi. Tiếp theo là một em Pokemon rất là cute for my wear cơ. Nhưng mà hơi tiếc cho em ấy. Raiden Saber của mình tính hơi bị nóng. Đấy nè. Alright. Lợi thế gác cấp các bạn ơi. Tiếp tục thôi. Đó. Trời, trainer này nhiều Pokemon vậy. Toàn là hải sản không à các bạn. Lộn. Toàn Pokemon hệ nước không à. Xong rồi. Rất là nhanh á. Công nhận gác cấp xíu cái là ăn hiếp được liền. Ui nhưng mà đâu có điềm với ta, mình ăn hiếp người ta xong một hồi kiểu gì mình cũng bị ăn hành lại các bạn. Mình hay vậy lắm. Rồi phía bên này. Còn có cái chỗ trạm xá nữa nè. Trạm xá Pokemon các bạn ơi.
Ồ, nhưng mà không có chị tá nào làm việc ở đây hết vậy? Trời đất ơi, ngu ghê. Vô tình có cái máy tính đem về luôn. À, và đồng thời thì chỗ này cũng có rất là nhiều những cái den nha. Mình sẽ nghiêng nghĩa thử coi trong mấy cái den này có Pokemon gì độc lạ và đồng nai không. Coi thử coi. Mấy em này thì cũng quen thuộc thôi à các bạn ạ. Để mình sẽ tìm hiểu thử coi coi bữa nay mình có gặp Pokemon dùng băng nào mà mới mới xíu hay không á. À, tí nữa thì quên mất ta. Mình sẽ cho cái nhóc Urshifu Single Strike của mình ăn súp mắt cái đã. Em hơi nhỏ con nè nên là bắt buộc phải cho ăn súp mắt ha. Bổ sung dinh dưỡng với cả là có thể biến thành hình dạng Gigantamax các bạn ơi. Sẵn tiện đây có Boss Ampharos luôn nè. Mà đây là cấp Ultimate lận nha. Ổn ta. Thôi, để cho Raiden ra trận trước đi các bạn. Hên xui, hên xui. Nếu mà em gánh tem được thì tốt, còn không được thì tính sao các bạn. Ấy, rồi đó, bắt đầu đó, cái miệng của mình. Hồi sớm mình nói sắp ăn hành là hình như sắp ăn hành thiệt hay sao các bạn ơi. Tới lượt Rayquaza, tôi dùng ao sen nè. Úi trời, nó bao rồi. Ồ, quá đã. Còn học được Close Combat cho Urshifu nữa. Ngon luôn. Ý, còn được Omega Shark nữa cơ. Thôi, tôi có Raiden nguyên thủy rồi. Không cần Omega Shark nữa đâu. Ý, có ít kẹo nè. Hợp lý ta. Bổ sung kẹo cho Urshifu đi. Ok. Học được Focus Punch luôn các bạn ơi. Nhưng mà kỹ năng này sẽ không thành công nếu như Pokemon bị tấn công trước. Thôi, cứ học để đó đi ha. Biết đâu một hồi là có dịp sử dụng các bạn. Ok, bây giờ thì cái nhóc Urshifu của mình cũng đã 53 level rồi. Nên là kiếm mối cho em luyện tập là vừa đó các bạn. Đây 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 đây. Khoan, ở đây có em chim cánh cụt hay sao vậy? Ừ giống lắm. Được được được. Mối này mình nghĩ là Urshifu ra trận là ok nè. Ha. Sẵn tiện test cái hình dạng Gigantamax của em luôn. Đối thủ là một em chim cánh cụt cũng rất là cute ha. Rồi, Gigantamax lên nè. Ý, Urshifu. Đó, đề ba cái nhẹ. Trời ơi. Biến thành võ sư huyền thoại Gigantamax. Ngầu ác các bạn ơi. Mình vẫn rất là ấn tượng với cái hình dạng này á. Trời, có vẻ là chúng ta sẽ sắp chiến thắng rồi các bạn. Urshifu, tung thêm một đấm nữa nè. Ý, ôi trời, bị đấm trước rồi. Không sao, thế nhưng chúng ta vẫn giành chiến thắng nữa. Rồi, và để coi coi mình có phá lệ bắt thành công Pokemon trong den đầu tiên trong ngày. À không, nó là tiền lệ rồi các bạn. Ừ, không phá lệ được nha. Hụt là hụt, không có cãi. Không hiểu luôn á trời. Đố mình sao tơi. Ủa đã vậy còn gặp binh đoàn zombie chặn đường nữa chứ. Chỗ dùng băng giá này loạn lạc vậy. Ừ, không biết là ở vùng băng này có hội quán không nhờ. Bữa giờ mình không thấy làng nên là cũng khó lòng mà gặp được hội quán lắm các bạn ơi. Ừ, phải chi gặp được một cái làng ở vùng băng này thì hay biết mấy ha. Nhiệm vụ đầu tiên, săn tìm cái tòa tháp để tiến hóa cho cúp phu. Mình đã làm được rồi các bạn. Đã vậy mình còn có thêm được Raiden máy móc. Thế nên là mình đang muốn trở lại Dien. Bởi vì bên Dien chúng ta còn có thể gặp được đấng sáng tạo các bạn ơi. Mình đang muốn gặp lại Arceus God á. Nên là chúng ta sẽ xách đội hình mới này đi qua bên Dien thêm một chuyến nữa ha. Biết đâu bất ngờ hôm nay mình lại may mắn và gặp lại Arceus God thì sao. Thành thử ra là phải đi ngay vào luôn các bạn ơi. Rồi, xuống Stronghold lại nè. Sau đó thì chạy qua cái hướng này và nhảy qua bên DN thôi. Ok. Với cả là mình sẽ săn thêm Master Ball hết các bạn. Bởi vì ở trong này nè, nó ghi NCT sẽ có xác suất là 2% chúng ta tìm được Master Ball ấy. Ui, có đối luôn, có đối trước mặt luôn các bạn ơi. Đây là Absol, cấp độ Ultimate. Wow, hơi tiếc là Urshifu mình hiện tại chưa có kiểu như là đủ cấp á. Ừ không thôi mình Gigantamax lên mình nghĩ đấm nhau cũng gắt lắm á các bạn. Ui đây nè, em vẫn trụ nổi một hit các bạn. Đục một cái, được mười mấy phần trăm máu. Thôi không sao, vậy tốt rồi, vậy tốt rồi, thể hiện rồi. Tới lượt của Scizor ha. Chúng ta sẽ cho em ít Scizor lên người của Absol nè.
Hay lắm Seesaw Cyber. Ê, mình có nên cho Raiden Cyber quẩy luôn không nhờ? Bộ đôi Pokemon Cyber của mình. Tấn công nào Raiden? Raiden Cyber. Vẫn lập được chiến công nha. Ui. Wow. Mình còn được cái XP Share On nữa. Ui. Đây là cái đồ chia sẻ kinh nghiệm hạng xịn các bạn. À, kích hoạt lên. Rồi luôn. Vậy là một Pokemon chiến đấu thôi, tất cả đội hình sẽ được nhận kinh nghiệm các bạn ơi. Cực kỳ đã luôn á. Hay giờ hôm nay lại là một cái chuyến đi may mắn rồi. Ê quên, mình phải cưỡi em này chứ, bay cho dễ. Ok, tiếp tục nào. Nãy giờ đi thì mình không có gặp thêm thành phố kết thúc ha. Kỳ ta. Ở đây đây đây, mới nói. Gặp luôn. Yêu, nhưng mà thành phố này cùi mía lắm các bạn ơi. Trời ơi. Ê, nhưng mà cái thành phố này là thành phố hàng xịn nha. Mình thấy là cũng khá là to đấy, mặc dù không có thuyền kết thúc các bạn ơi. Nhưng mà quan trọng là nó có rương là được ha. Ủa có không ta? Ok, phòng này không có. What? Vậy là phòng này. Lộn xíu các bạn ơi. Yo. Đó đó, có rương kìa. Yêu. Rớt quớt rồi các bạn à. Kỳ trời. Bên này thì sao? Trời ơi, bên này cái rương nó còn không hoàn chỉnh nữa. Ê, nhưng mà khoan, nó có được cái Luxurious Orb các bạn. Cũng đỡ đường xíu ha. Vậy là tổng cộng mình đã có tới 3 cái Luxurious Orb luôn rồi đó nha. What the heck. Ê, nữa cơ. Lại gặp Absolbot các bạn. Ây da. Qua đây toàn gặp Absol không vậy ta? Thôi được rồi. Shifu, kẹo này anh sẽ tin dùng em. Tiếp tục ra trận nè. Để coi lần này đấm có rác hơn lần nãy hay không á. Ok, chuẩn bị. Ui dồ. Ồ, có lý hơn các bạn ơi. Có vẻ lần này em tự tin hơn nè. Ui dồ. Shifu, cú đấm lần hai rồi. Có vẻ là em sẽ tung thêm một đấm nữa các bạn, là có thể kết thúc trận đấu đi luôn. Dạ. Quá đã. Lại có kẹo thêm cho em ăn nè. Ý, kế bên mình còn có Absol luôn. Quay. Ê, được ta. Vậy thì chúng ta sẽ bắt Absol luôn hết các bạn. Tại vì hồi nãy mình có lượm được đá Mega của em á. Ok luôn. Rồi, nóng tính vậy. Con sweep cái nè. Ok. Ta đó thì tung nhẹ Ultra Ball thôi. Mình nghĩ một Ultra Ball thôi là đủ để chúng ta chinh phục Absol rồi các bạn. Nay mình đỏ lắm. Ê. Ok. Gáy sớm là thất bại liền. Thôi không gáy nữa. Kim tốn lại. Cái gáy ngồi là bắt xịt hết chưa luôn á các bạn à. Ôi, không gáy cũng bắt xịt nữa kìa. Trời ơi. Sao mới được đây? Lần này chăng? Ôi, cũng không luôn. Đây, lần này mới thành công nè. Sonic God còn học được Low Combat nữa. Quá đã luôn. Rồi, đưa cái em Absol mới về đội coi. Đưa em ra ha. Có viên Mega nè, gắn vô người em. Từ đó, em có thể tiến hóa Mega các bạn. Tuy nhiên thì Absol này hơi bị suy dinh dưỡng á. Hơi nhỏ con các bạn ơi. Nhưng mà không sao, Mega lên một cái em cũng ngầu lắm á nha. Quá chiến các bạn à. Ê? What? Đây có em Pokemon gì nhìn lạ lắm các bạn ơi. Một em hệ siêu linh. Em là em gì ta? Sao nhìn lạ vậy? Bữa giờ hình như mình chưa gặp luôn á. Em này tên là Uno. Quay. Từ từ để mình coi. Ui, knock out em luôn rồi. Nhanh vậy. Rồi, tung Ultra Ball có bắt được cái em Uno này hay không á. Được đi. Ừ, được rồi các bạn. Quay, mình hơi bị tò mò về em này luôn nha. Chúng ta sẽ coi thử coi. Đây là N form các bạn ơi. Em có đúng một kỹ năng à. Đưa em ra coi. Trời đất ơi, em dẹp lép luôn á. Và em này thì em sẽ có nhiều hình dạng lắm các bạn nè. Bình thường thì em sẽ giống như chữ A ha. Bên đây là chữ B nè. Chữ C, D, E, F, G, H, I, G, K,
L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Chấm hỏi luôn. What? Cái em này là cái em Pokemon nhiều dạng nhất từ đầu tới giờ mà mình tìm thấy luôn á các bạn. Ôi dồi, mới mốt mình mà có kế hoạch đi tìm cái em Unau này chắc cũng hơi bị mệt đó nha. Tìm đủ các bạn chữ cái luôn các bạn. Trời đất ơi. Ôi thú vị, thú vị đấy. Mình sẽ để em này sang một cái trang riêng á. Wow, wow. Giống như là mình mới tập đọc các bạn chữ cái vậy đó các bạn. Bèn đếc ơi. Rồi, coi coi ở đây còn gặp thêm em Pokemon gì khác hay không á. Ồ, lại thêm một thành phố kết thúc nè. Nhưng mà đây là thành phố nhỏ nhỏ, xinh xinh thôi các bạn. Nhưng mà được cái nó cũng có rương ha. Và trong rương nó thì... yêu. Cũng không có Master Ball cho mình nha. Có vẻ tìm Master Ball trong rương còn khó hơn là tìm... bằng cách là đánh boss cấp độ Ultimate đó các bạn. Mình thấy vậy á. Ê, hôm qua là gặp... đúng ta, ừ, hôm qua gặp Dilsit trong cái đen rồi. Bữa nay... mình lại gặp Dilsit. Nhưng mà là dạng boss các bạn ơi. Thôi được rồi, đã tới lúc để chúng ta đưa Urshifu chinh chiến rồi các bạn. Thời khắc để em thể hiện nè. Mình sẽ cho em dùng kỹ năng G-Max One Blow. Ok, chịu nổi một hit. Và đấy nè. Phản đòn cực gắt đến từ vị trí Urshifu Single Strike. Một hit nữa. Lẽ nào, lẽ nào Urshifu sẽ gánh tem. Ui thiệt các bạn ơi. Dạ. Nhanh tới vậy luôn à. Wow, quá dữ luôn cưng ơi. Ê, mình lại được cái gland nữa nè. À, cái này để giúp mình có thể soi chỉ số của Pokemon đó các bạn. À, rồi, chiến đấu tốt lắm nên là mình sẽ thưởng cho Urshifu cục kẹo ha. Nhưng mà khoan, phía đằng kia sao mình nhìn thấy giống kim tự tháp vậy? Nhưng mà nó có cục trơ chuỗi ở đây à. Ờ. Ủa, có dấu gì không? Không dấu gì hết. Ê, ê, kia là Gengar. Ok. Ê, vẫn còn, vẫn còn các bạn ơi. Trời ơi, tới lúc quan trọng mà lại văng game. Trước mặt mình là Gengar Unite. Trời, còn bay nữa kìa. Nhìn mà lem vậy trời. Ok, ok, được thôi. Mình sẽ tin dùng Raiden Cyber các bạn ơi. Để chúng ta có rỉa máu sơ sơ thôi. Ok, đoạn này có rỉa có vẻ tốt nè. Ấy, chơi mà chơi gu ngủ fan. Ui. Ê, chơi lại rồi, chơi chiến thuật ru ngủ rồi. Này thì ru ngủ nè, tỉnh ngủ nha. Ok, thêm một lần. À, ê, ê, gì dữ vậy? Ui, hên, hên, hên. Trời, tưởng đâu Raiden Cyber tung đòn Unsane Power thêm một đợt lần nữa chứ. Vẫn kịp các ông ơi. Rồi, tiếp theo mình sẽ tung Ultra Ball đi. Để xem Gengar Unite có chịu về đội hay không. Ê, ui dạ, không được, không được. Úi trời ơi, Gengar múp rộp các bạn ơi. Nhìn em thấy cưng quá à. Kiểu em bị... ô nào ô núp ơi. Ờ, nhìn đã thiệt sự luôn. Đã vậy còn đeo mặt nạ mặc quần xà lỏn nữa chứ. Nhất định phải gán bắt em này về đội thôi. Ôi dạ, nhưng mà có vẻ không dễ bắt một xíu nào các bạn à. Này, với cả là em này có tuyệt chiêu gu ngủ, mình thấy rất là hiệu quả nè. Mười mốt dẫn em đi mà đi bắt mấy em Pokemon khác là hợp lý luôn á. Ý, bà đây rồi, em chịu về đội mình rồi. Quay. Đồng thời, Gengar Unite là Pokemon hệ ma thứ 10 của mình. Wow. Em có kỹ năng Hypnosis nè, hèn gì nãy ru ngủ cái em Raiden nhà mình được. Ok là đi chứ. Rồi, đưa Gengar Unite ra coi. Đấy. Trời ơi, cái tướng kìa. Đã không? Rồi, mình thử. Úi. Gengar Unite biết bay các bạn ạ. À. Wow. Đã nha. Trời đất ơi.
Ê, bên đây có cái nhóc này nhìn cũng vui vẻ, vui vui vẻ vẻ lắm nè. Được được á. Quá. Wow, buffet các bạn. Rồi. Cho em này ra ha, gu ngủ cái coi. Ý thất bại rồi. Đây đây, gu ngủ thành công rồi các bạn. Sau đó thì tung bóng chứa bắt luôn. Thử coi, đang ngủ thì bắt có dễ không á. Ý, được luôn nè. Ác chưa, trời, chiến thuật gu ngủ xong bắt có vẻ hợp lý đó các bạn ơi. Chỉ vậy thôi là chúng ta đã bắt được Wu Buffet ngay từ lần đầu tiên rồi. Quá tuyệt vời luôn. Hôm nay mặc dù mình không thành công tìm lại đấng sáng tạo, nhưng mà mình cũng rất là vui rồi. Bởi vì mình đã giúp cho Kufu trở thành Urshifu Single Strike cực kỳ chất nè. Ngoài ra còn hốt được huyền thoại Raiden nhưng mà ở dạng Cyber các bạn ạ. Trông cực kỳ ha, độc lạ luôn. Rồi còn có thêm Gengar Unite bụng bự nữa. Với tuyệt chiêu gu ngủ cực kỳ bá đạo ha. Hy vọng là những ngày kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục đỏ lè đỏ lét giống như vậy ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Lovefruit hay là Unitelet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.